Có một lần mình ghé thăm nhà chị mình thì mình thấy là chị mình đang phải trồng những cái luống rau ở trong thùng xốp á, là cho cháu mình ăn. Thì mình có hỏi là ủa chị cho cháu ăn cái rau này rồi cà rốt, khoai tây rồi chị đâu có trồng được đâu, chị lấy ở đâu ra? Thì chị nói là phải mua ngoài chợ. Thì mình mới nói thôi, nếu vậy thì để mình mở một cái vườn trồng rau ở Đà Lạt là quê của mình, trên cái mảnh đất của gia đình mình luôn. Tuy nhiên là mình cũng có những cái lợi thế cạnh tranh riêng của mình. Tại vì ở Farmers Market thì mình có đầy đủ các sản phẩm tươi mà có thể cung cấp đầy đủ những cái thành phần cho một cái bữa ăn gia đình. Thứ hai là ở Farmers Market thì các bạn mua sản phẩm của Farmer thì mình có cả dịch vụ giao hàng online thì phục vụ cho cái cuộc sống và bận biểu của người tiêu dùng hiện tại thì không có thời gian để mà đi mua thực phẩm. Thứ ba là bên mình có chính sách về bảo hành thực phẩm. Tức là khi các bạn mua một sản phẩm mà nếu như bên về mà trong quá trình vận chuyển hoặc là bên trong của cái sản phẩm đó nó có vấn đề thì bên mình có bảo hành. Mình gặp nhiều cái khó khăn về cái nguồn hàng rau sạch và trái cây sạch ở Việt Nam. Tại vì thường thì các đơn vị có giấy chứng nhận thì giá thành rất là cao, khó có thể phù hợp với lại cái túi tiền của phần đông người tiêu dùng Việt Nam, và nó không có đa dạng. Vì các đơn vị mà vì có những cái tiêu chuẩn nó hơi gắt gao thì cái nó không có sự đa dạng. Thứ hai nữa là có nhiều đơn vị thì họ có định hướng là sản xuất rau sạch, rau an toàn, rau hữu cơ, nhưng mà họ lại chưa có được giấy chứng nhận. Và mình cũng thấy là người tiêu dùng Việt Nam chưa có tin tưởng lắm vào một số cái tiêu chuẩn an toàn của tiêu chuẩn Việt Nam. Trước đây khi mà mình mới bắt đầu làm Farmers Market thì mình tự vẽ logo luôn. Nhưng mà qua cái giai đoạn phát triển thì theo cái nhu cầu và cái thị hiếu của người tiêu dùng thì mình đã đầu tư và phát triển cái thương hiệu của hình ảnh của thương hiệu Farmers Market cho nó chuyên nghiệp hơn, phù hợp với lại cái thị hiếu của người tiêu dùng cũng như là cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp để tạo cái sự tin tưởng cho khách hàng. Và mình đánh giá là bao bì và hình ảnh thương hiệu nó rất là quan trọng đối với một cái sản phẩm, vì đó là cái đầu tiên thu hút người tiêu dùng đến với cái sản phẩm của mình. Khó khăn lớn nhất của bên mình là vấn đề về đảm bảo về chất lượng sản phẩm trong quá trình mà mình giao hàng cho khách hàng. Tại vì thực phẩm thì cần có những cái điều kiện bảo quản cụ thể. Thì bên mình có một cái giải pháp của bên mình là có một cái đội giao hàng riêng của bên mình với các cái thùng chuyên dụng để mà giao hàng, để đảm bảo cái chất lượng khi mà sản phẩm tới tay của người tiêu dùng. Trong năm nay thì bên mình sẽ đẩy mạnh về phát triển về mảng thương mại điện tử, bán hàng trên mạng. Thứ hai là bên mình sẽ đẩy mạnh về cái phát triển hệ thống cửa hàng để cho khách hàng có thể thuận tiện hơn khi mà tìm kiếm các cửa hàng của Farmers Market. Và song song với đó là bên mình sẽ đẩy mạnh các vấn đề về phát triển các dòng sản phẩm mới, đa dạng hơn, chất lượng, nâng cao chất lượng tốt hơn để mà phục vụ khách hàng tốt hơn.